Tủ lạnh là không được mở cái cửa lạnh ra mà quay thẳng vào mặt bếp. Như vậy là thủy hỏa xung khắc, cái điều này là rất là hung. Vì cái bếp ngũ hành thuộc hỏa mà cái cửa thì ngũ hành nó thuộc thủy mà là hàn thủy. Mà hàn thủy thì đặc biệt khắc hỏa, giống như chúng ta đổ nước đá vào đống lửa thì không nói làm gì nữa rồi. Tôi sẽ nói về một chút về cái tủ lạnh trong bếp. Cái bếp thì ngũ hành nó thuộc hỏa, cho nên cái tủ lạnh ở trong bếp nó có ba cái điều mà cánh tránh kiêng kỵ như sau. Trước hết là cái tủ lạnh là không được mở cái cửa lạnh ra mà quay thẳng vào mặt bếp. Như vậy là thủy hỏa xung khắc, cái điều này là rất là hung. Vì cái bếp ngũ hành thuộc hỏa mà cái cửa thì ngũ hành nó thuộc thủy mà là hàn thủy. Mà hàn thủy thì đặc biệt khắc hỏa, giống như chúng ta đổ nước đá vào đống lửa thì không nói làm gì nữa rồi. Cho nên ra là cái cửa của tủ lạnh tránh đối diện với cả cái cửa bếp. Đây là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái cửa của tủ lạnh tránh quay ra ngoài cửa đại môn. Tóm lại là anh chị là muốn làm nào làm mà đừng để người ta đứng ở trước cửa nhà anh chị, đứng ở ngoài sân anh chị mở tủ lạnh ra biết cho nhà anh chị có cái gì. Vì trong cái phòng bếp, cái tủ lạnh nó không khác gì cái két ở trong phòng ngủ, và không khác gì cái ban thần tài ở trong phòng khách, không khác gì cái tượng Phật ban thần tài ở trong cái cửa hàng, không khác gì ông tượng Phật Di Lặc ở trong phòng khách cả. Thì nó là kho khố, cho nên ra là không thể để lộ kho khố được. Cho nên là cái việc mà cái cửa tủ lạnh chúng ta không được vào bếp đã đành rồi thì cũng không được quay ra bên ngoài đường để mà người ta quay lại, thì cái chuyện này cũng là cái chuyện không tốt. Và cái điều thứ ba nữa là nhiều khi anh chị cũng tránh bằng cách anh chị xoay nghiêng cái tủ lạnh thì làm cho cái cách bếp nó chọc vào giữa cái tủ lạnh, thì chuyện này còn xấu hơn, thà lộ còn hơn là bị chọc như vậy. Cho nên ví dụ cái bàn bếp 60 phân, cái tủ lạnh cũng 62 phân, chúng ta xoay nghiêng nó ra như thế này thì nhiều khi anh chị lại kéo dịch nó ra để cho đấy chị dễ sử dụng chẳng hạn. Thế là cái cách bếp nó lao thẳng vào giữa cái tủ lạnh, hoặc là anh chị để cái tủ lạnh mà như vậy thì cũng không có tốt. Nhiều trường hợp nhà anh chị lại có để cái nhà vệ sinh ở trong bếp nữa, thì nhiều khi anh chị mở cửa tủ lạnh ra nó đối diện với cửa nhà vệ sinh, cái chuyện này cũng là chuyện không tốt. Cái cửa tủ lạnh cũng không được đối diện với cả cái cửa phụ ở trong nhà, kể cả cửa tủ lạnh đối diện với cửa sau ở trong nhà thì chúng ta cũng cần phải tránh và không để cái tủ lạnh như vậy. Nhất là để ở trong bếp, còn không để được thì cho ra phòng ăn, mà phòng ăn mà để mà xấu quá thì cho ra bên ngoài, tức là bên phòng khách chẳng hạn. Nhiều nhà chật chúng ta vẫn để như thế bình thường không sao cả, đúng không ạ? Thì kể cả cái cửa của tủ lạnh cũng không nên đối diện với cả cửa của cái phòng ngủ. Tất cả cái chuyện đấy đều cần phải kiêng cữ cả. Còn cái việc mà để tủ lạnh cạnh bếp cũng được không ấy, thì việc này nếu như khoảng cách đấy nó khoảng tầm 6-70 phân thì để thoải mái. Chẳng qua là khi chỉ để cạnh khoảng 2-30 phân thì cái bếp đun nó nóng thì cái tủ lạnh bên này thì nó cũng nóng, nó nhanh hỏng, hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình mình chỉ thao tác thôi. Thì chúng ta cứ để cách khoảng 2-30, chúng ta cách được khoảng 6-60 phân hoặc 70 phân trở lên thì chỉ cứ để thoải mái. Vấn đề này không có cái vấn đề gì cả, và chúng ta có thể hoàn toàn có thể xử lý được. Và cái tủ lạnh thường xuyên anh chị cần phải dọn dẹp, tránh các mùi hôi ẩm mốc, tránh bệnh tật đã đành, nhưng mà cái tài lộc của chúng ta cũng sẽ được cải thiện. Cái tủ đá nó bị đóng keo, đóng đá trông nó xấu xí thì chúng ta cũng thường xuyên mở ra vệ sinh cho nó gọn gàng. Nắp cái tủ lạnh do là cái sự nhiệt độ nó thay đổi cho nên rất hay bị ẩm mốc, cho nên chúng ta cũng thường xuyên lau chùi cái phần nắp của cái tủ lạnh, và cũng tránh cái việc mà để trên cái nắp tủ lạnh nó bị ẩm ướt quá, nó ẩm mốc, thì cái việc này cũng không đem lại cái việc cắt lành. Cơ bản là cái tủ lạnh ở trong phòng bếp chúng ta sẽ xử lý và để như vậy. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các cái video của Phòng Thủy Thái Nguyên. Xin cảm ơn.